Hello anh em, tình hình là nhà mình vừa đi khoảng độ tầm gần 100 cây, đi từ Hà Nội đến Kim Bôi Hòa Bình, test thử xem là đi buổi tối thì xe của mình có gặp trục trặc gì không. Đấy. Và hôm nay thì cũng thử trải nghiệm ngủ ở cây xăng xem nó như thế nào. Gia đình nhà Kem Cây thì có cái dự định mà sẽ đi xuyên Việt, nên là mình cũng muốn trải nghiệm tất cả những cái tình huống có thể xảy ra ở nhà trước đã. Thế nên là mình mới cứ test thử. Và mình chọn những cái địa điểm nào mà gần Hà Nội, bán kính khoảng độ tầm 80-90 cây. Thì thứ nhất là để xem là sức bền của xe nó như thế nào. Thứ hai nữa là xem ánh sáng xe này, rồi các điều kiện của xe nó có phù hợp không, để có thể đưa gia đình đi một chuyến xuyên Việt an toàn không. Đi với vợ con thì thực sự là mình mà đi một mình ấy thì thế nào cũng được, ngủ bờ ngủ bụi cũng được. Và bản thân mình cũng ngủ bờ ngủ bụi rồi. Tuy nhiên là đi với các con này, xong rồi đi với vợ này, nói thật là mình là đàn ông thì mình cũng phải đảm bảo cho vợ con là phải an toàn, chứ mà cũng không để vợ con nói chung là nhau nhóc quá. Test thử điều hòa. Quá mạnh. Thấy nghe gió. Sở hữu điều hòa quá mạnh mọi người ơi. Bây giờ đang là 8:15 tối và tình trạng xe Mobihome V7 của nhà mình như thế này. Bây giờ là đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Sắp xong rồi anh chị em ơi. Đi nhà mình lại đi một chuyến khá là dài ngày anh em ạ, chắc phải tầm 5-6 ngày anh em ạ. Thì mời cả nhà cùng xem là gia đình Kem Cây tuần này đi đâu nhá. Con sẵn sàng chưa? Đường xuống khác. Ồ, lạnh thế. Mình đi khám phá mà.
Tại vì là ở đây nó có sẵn cái màn hình tivi kem vào cây, nhất quyết là đòi ở đây anh em ạ. Thế là thôi nhà mình quyết định rồi, nấu cơm đây, ăn cơm đây luôn. Nhà Di đang cũng đang nấu cơm ở kia rồi. Ở đây có quán trà chanh tận dụng luôn anh em ạ. Bữa tối ngày hôm nay bây giờ đang là 9 giờ tối rồi, bây giờ nhà tôi mới chuẩn bị ăn cơm anh em ạ. Wow. Đến đỉnh đèo đúng lúc hoàng hôn anh em ạ. Siêu đẹp luôn, đây cho anh em xem cảnh. Siêu đẹp luôn. Hello. Bố tôi muốn từ trước. Chờ một tí. Đừng đi ra bục quay cái. Nào ngồi vào. Wow, đẹp không? Wow. Đẹp nhờ. Đẹp không anh em ơi. Wow. Kìa, cứ thận nhận đấy. Đéo anh em ơi, chúng tôi đang ở đỉnh đèo Cao Bắc thì phải. Đúng lúc hoàng hôn anh em ạ. Wow. Đấy gọi là gì các bạn biết không? Hoàng hôn đa dần phai. Đẹp không? Đó. Mẹ ơi có muốn thêm nữa. Đến Cao Bằng rồi anh em ơi. Yes, I know. Đi thôi, đi tiếp. Mày lại giận nhau rồi. Tụi nó lại giận dỗi nhau rồi anh em ạ. Đây là đèo Tài Hồ Xỉn anh em ạ. Xỉn. Tài Hồ Xỉn anh em ạ. Thông báo với anh em một tin vui là tôi đã hack thành công password anh em ạ. Cà phê Trung Nguyên tầng 1. Mật khẩu 8 số 8 anh em ạ. Thế là có wifi được rồi anh em ơi. Ôi, khó ngủ quá anh em ơi. Mới sáng ra đã nhạc nhẽo rồi. Sau ngủ nên tránh với quảng trường rồi anh em. 5 giờ đã bật nhạc rồi. Có ngủ kinh. Tiếp tục xuất phát anh em ơi. Bây giờ gia đình nhà mình sẽ đi ăn sáng và sau đó thì sẽ khám phá thác Bản Dốc anh em ạ. Yeah. Khiếp nhà nó xây hẳn cả một cái tường bên kia thì sang thế nào được. Đến nơi anh em ơi. Mọi người nên một lần. Đây đang tìm ở trên kia có bạn mèo không nè. Trời hôm nay khá là nắng. Chuyện bên Trung Quốc vẫn trời ơi, lần đầu tiên hai bạn được kính hả? Bạn đi không chạy đâu. Wow, bạn cay cun nè. Wow, cảm nghĩ của bạn cay bây giờ là gì? Bạn hai bạn ấy sợ rồi. Với thác Bản Dốc ban nãy cho nên tối nay nhà mình sẽ camp tại đây. Mày sớm thế, dậy lâu chưa? Nhờ. Đẹp nhờ.
là bắt đầu là đường Hồ Chí Minh em ạ. Điểm đầu Cao Bằng, km số 0. Đây gọi là nơi đường Hồ Chí Minh bắt đầu anh em. Và nó cũng sẽ bắt đầu cho chuyến hành trình xuyên Việt của nhà mình. Nhà mình sẽ đi từ điểm đầu cho đến điểm cuối của đường Hồ Chí Minh em ạ. Đường Hồ Chí Minh Cao Bằng, đường Hồ Chí Minh điểm đầu, km số 0. Mình đang đi check điểm cực bắc anh em ạ. Có nghĩa là Lũng Cú thì chỉ là cái cột cờ thôi, còn cái điểm cực bắc này mới là cái điểm mà giáp danh với Trung Quốc anh em ạ. Bên kia là Trung Quốc kìa. Đây gọi là điểm cuối cùng rồi anh em ạ. Không thể đi hơn được nữa. Yeah, chúng ta đã chinh phục thành công điểm cực bắc. Bên nào là Trung Quốc hết? Nhỉ? Có bảng Lũng Cú. Rồi, thế là kem cây đã chinh phục được cực bắc của Tổ quốc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng về cực nam Lũng Cú anh em ạ. Chơi xích đu ở trên điểm cực bắc. Cảm giác như thế nào hả kem cây? Tây Bắc này thì đặc sản là cảnh đẹp bên đường anh em ạ. Đây đây là một ví dụ anh em. Đường này nó cứ lên đèo không phải xuống đèo thôi. Và ở Tây Bắc này thì có đặc sản là cua tay áo anh em ạ. Cái chỗ cua tay áo đấy anh em phải tính toán được cái tốc độ. Gia đình chúng tôi đang ở dốc Thẩm Mã anh em ạ. Đây cho anh em xem một vòng dốc Thẩm Mã nhé. Đẹp chưa anh em ơi? Wow. Gia đình chúng tôi đã lên hết đây rồi anh em ơi. Ngồi nhanh nhanh. Anh em biết lên đây làm gì không? Lên đây để chụp ảnh anh em ạ. Yeah. Chụp nha. Chụp ảnh xong nhiệm vụ rồi anh em ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ leo xuống. Chào chào. Nhà mình thì đang trên đường đi thực hiện chuyến đi xuyên Việt mọi người ạ. Thì dự kiến cái chuyến đi này của nhà mình sẽ kéo dài từ 10-15 ngày gì đấy. Nói chung là cũng chưa biết ngày về. Bây giờ thì nhà mình chặng đầu tiên thì nhà mình sẽ đi thẳng đến Thanh Hóa. Và không biết là có đi được đến Cửa Lò không. Nếu mà đi đến kịp đến Cửa Lò thì nhà mình sẽ đi. Ok, let's go, đi thôi.
trời lên gì ạ? Dí vào mắt tận mắt. Hồ này mọi người ơi, bình minh này mọi người ơi. Trời ơi, đang lên này. Wow. Trời đang lên này. Đi thăm dò mọi người ơi. Mình tìm được một cái đường ra biển. Tối nay ngủ đây thôi mọi người ơi. Mọi người có biết đây là ở đâu không? Mọi người biết đây là cái gì không? Đấy, mình ở đang ở tượng đài Nghinh Phong ở thành phố Tuy Hòa. Hôm nay thì xe mình đỗ đây. Chắc ngủ đây rồi mọi người. Mũi điện mũi đại lãnh, đây là cực đông nha, yeah, đúng không? Còn đây là
Hải Đăng. Hải Đăng Đại Lãnh. Chạy xe không biết mệt mọi người ạ. Nơi cảnh như thế này thì mệt thế nào được. Thác Trầm Hương. Bây giờ thì chúng ta mới đi giặt là mọi người ạ. Em giặt đồ. Cho em cái sọt em để luôn được vào sọt được không? Hay là bao? Có cái bao to to á. Tôi xin nước ở Nha Trang khá là dễ mọi người ạ. Tại vì ở đâu nó cũng có cái rửa chân. Cái nước nó sao ấy là như này. Thôi, ngày kia chúng ta sẽ quay tiếp. Từ đây thì cũng biển ấy, có rất nhiều đường đi lên Đà Lạt và đi lên cả Kon Tum rồi Buôn Ma Thuột và những phần Lâm Đồng. 50 cây nữa mọi người. Ở ngoài phải giảm mấy độ rồi mọi người ạ. Giờ chia tay đã đến. Chỗ này là vẫn địa phận của tỉnh Đồng Nai mọi người ạ. Và cái hồ mà mình sắp tới nó là hồ Trị An.
À chơi ạ. Chơi như nào nhỉ, quên rồi. Ủa, sao bài này chỉ có hai màu? Nhà mình thì vừa sắp phải lẫn nhau xong. Wow. Đi thay đồ đi, đi ngủ để anh Giang đi. Chơi thêm trận này này. Ở đây mưa quá nên thành ra là cả nhà chui vào trong xe để chơi Uno mọi người ạ. Bây giờ thì đến giờ đi ngủ rồi. Thôi xem tình hình sáng mai như thế nào thì chắc nhà mình sẽ chạy đến Hồ Chí Minh mọi người ạ. Đây phòng mình đây. Nào con đi vệ sinh đi. Đẹp không? Phòng đẹp không? Ừ, cẩn thận ngã nha. Cái kia thì cao nhất à? Ừ. Ủa, ở đây mình nhìn được landmark nè. Landmark đâu? Đây cái cao cao này nè. Đây á. Cầu đẹp quá mọi người ơi. Cầu gì đây? Sông này là ơi, sông này sông bê tông các bạn ơi. Các bạn ơi, sông này to là sông Hồng nhà mình nhỉ. Mưa rồi anh chị em ạ. À. To rồi. Yeah, tạnh mưa rồi. Trời luôn, đang ngủ mưa to thế. Đúng rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình mọi người. Đi về. Trời ơi, nó mưa trắng trời luôn mọi người ơi. Mưa to mọi người ạ. Hình như là mình đang trong tâm bão rồi. Mưa to lắm. Chào mừng các bạn đến với thành phố Cà Mau. Chắc đoạn này là đoạn rìa ngoài mọi người ạ. Cà Mau ở 69 à. Hello, xin chào các bạn. Nhà mình thì đã đến thành phố Cà Mau và đang tìm được một cái quán cà phê này. Và tìm được một cái chỗ xe lại qua đêm cũng khá là hay ở đây, rất mát mọi người ạ. Ở đây thì gần một cái hồ. Tối ngủ đây chắc là cũng không cần điều hòa mọi người ạ. Xong rồi nhà mình vào trong kia uống nước. Đây, uống nước ở đây. Và trong này uống nước thì lại xin được wifi. Thế là lại có mong wifi dùng. Tối nay chắc có khi là ngủ gầy quá. Các bạn tin đây là quốc lộ 1A mọi người. Đi đường làng mọi người. Đấy, để như này xem trên map này. Tiếp nguyên một dọc dọc cuối này không có một bãi biển nào mọi người ạ. Lại đi qua một con sông nước mũi 35 cây. Ừ.
vợ tôi đang làm cua mọi người ạ. To thật đấy. Cua cá màu to thật. Các bạn đây là cách làm và đây là thành quả. Nó kinh khủng. Cuối cùng thì cũng làm được rồi. Đến được nơi cuối cùng rồi mọi người ơi. Cuối cùng là hôm nay là ngày thứ 19 mọi người ạ. Thì là cuối cùng là nhà mình cũng đã đến được điểm cuối cùng của đất nước Việt Nam mọi người ạ. Đây, mình đang ở chỗ ngay chỗ con tàu ấy. Đó là điểm cũng gọi là xa nhất rồi mọi người ạ. Đối với nhiều người thì họ chỉ cần bay máy bay, họ chỉ cần book tour là đến đây. Còn nhà mình đấy, còn nhà mình thì mất khoảng tầm 18 ngày để đến được đây mọi người ạ. Bye bye mũi Cà Mau. Chúng tôi đi về Hà Nội đây. Nhớ Hà Nội lắm rồi. Bye bye. Nếu như các bạn đã xem những vlog của mình thì có thể thấy là nhà mình đã đi đến điểm đầu của đường Hồ Chí Minh. Hôm nay thì nhà mình sẽ đến điểm cuối của đường Hồ Chí Minh. Yeah. Đây là điểm cuối Hồ Chí Minh mọi người ạ. Mũi Cà Mau này thì nói chung là đến để check in thôi mọi người ạ. Để kiểu như là nó là cái nơi để đánh dấu là mình đã đi, mình đã kết thúc hành trình mọi người. Bây giờ mình sẽ thẳng tiến về thành phố Cà Mau. Sau đó, tối nay mình sẽ ngủ lại Cà Mau để hôm sau mình sẽ đi di chuyển đến nơi khác mọi người nhá. Đi thôi. Đi rồi mọi người ơi. Ghế của con ở kia. Đóng pha rồi, chuẩn bị đi rồi. Đây là 4 người chơi cơ mà. 4 người mà. Ở trong lúc đi phà thì chúng tôi sẽ chơi Uno. Chơi loại đi. Có đồ ăn nhẹ này. Ờ, có đồ ăn nhẹ luôn. Rồi, bạn cây chơi rất chuyên nghiệp. Tôi đã lên tàu người ơi. Hôm nay thì mình sẽ đỗ ở đây. Tôi qua chơi mệt quá rồi, ngủ như chết. Mẹ. Mẹ con ơi. Phải đi đi xem vườn thú. Ở đây có con hổ nhá, có con hươu cao cổ nhá. Tôi cũng thích luôn. Tình hình hôm qua là có biến mọi người ạ. Lần đầu tiên sau hơn 20 ngày thì nhà mình bị hết điện mọi người ạ. Rồi, chúng tôi đang vào cung điện Hải Vương. Và đây có một con rùa to đùng luôn mọi người. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ có hai lựa chọn mọi người ạ. Một là chúng ta ngủ vài sao, mai đón bình minh. Hai là chúng ta sang thị trấn Địa Trung Hải mọi người ạ. Hai đứa kia thì nó ăn mì rồi. Nó phải đi chia này. Mà chúng nó chơi cả ngày nên thằng cây ngủ rồi. Đây, đây. Đủ đi chết rồi. Bây giờ nhà mình ăn tối đã nhá. Ăn tối thôi.
chuyến rồi đấy. Hello các bạn, nhà mình lại đang ở phà Bình An mọi người ơi. Đây là phà Bình An đang chờ lên phà này. À đâu, có đây có gì nhỉ? Ôi, yeah, wow, đẹp chưa? Cây đẹp không? Cây thích không? Bao nhiêu là bản diều luôn. Đẹp ha. Ôi, cái đường ven biển này đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, tại sao chúng tôi không đến đây sớm hơn nhỉ? Ôi trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Đoạn đi qua màu trắng này đẹp quá mọi người ơi. Kìa, xa xa u ơi. Ở đây đúng là chụp bằng cái này đẹp nhỉ. Cùng với xe này u ơi. Đây với quả xe này rồi lên chụp u đẹp thế. Đi chỉ sợ đá nó rơi ơi, chỉ sợ đá trên núi nó rơi xuống. Đây là chỗ chúng tôi sẽ ngủ tối nay. Tối nay chúng tôi sẽ mở tiệc ở đây mọi người ạ. Đây sẽ nhìn thấy toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy.
Dậy thôi các con ơi. Ngủ kiểu gì thế này, nhìn này cảnh đẹp này. Wow. Wow, đẹp thật sự mọi người ạ. Không được ven biển này, thật sự đẹp. Quá mọi người ơi, tôi đi tiếp thôi. Là một đống trẻ con đằng sau xe luôn. Đây là cách chúng tôi làm cho quần áo nó khô mọi người ạ. Đây thì có trang bị một cái cửa thoát hiểm như này. Đó thì nhà mình sẽ treo hết quần áo ở đây. Sau đó thì nhà mình đi khoảng 100 cây ở khô. Tại vì gió nó sẽ lường theo các cái này này. Gió nó sẽ vào đây. Nó sẽ làm cho quần áo khô mọi người ạ. Đây mình sẽ đóng cửa vào. Trời nắng như này thì khô rất nhanh. Ủa, cầu vồng này các con ơi. Cầu vồng này. Chào mừng các bạn quay trở lại với Vũng Rô. Đây là toàn cảnh Vũng Rô mọi người ơi. Đẹp quá. Quốc lộ 1A luôn mọi người ạ. Rồi, xe phải đi lại tấp nập. Mình đang trên đường quay trở về Hà Nội mọi người ạ.
kiếm chỗ nào cây xăng đấy, cây xăng hoặc chỗ nào tiện tiện thì ngủ lại được rồi. Mệt lắm rồi. Hôm nay muốn về nhà lắm rồi, hôm nay ngày thứ 28 rồi mọi người ạ. Còn 2 ngày nữa là tròn 1 tháng. Bây giờ đang là 5:30 sáng. Chỉ cho mọi người chỗ hôm qua nhà mình ngủ lại. Đây là một trạm dừng chân rồi. Ở cây xăng. Hôm qua cũng rất nhiều bao tài ngủ lại đây. Cây của mình dậy sớm thế. Xuyên Việt, check in từ cực Bắc Lũng Cú đến cực Nam Cà Mau mọi người ạ. Đây ông nè. Từ từ, bình tĩnh. Xe của con đâu? Xe của con đâu? Sao không đi kìa? Cháu không về nhà an toàn rồi. Cháu không về nhà an toàn rồi. Cháu không yêu cháu. Vậy cháu quá. Cháu không? Cháu không? Cháu không? Cháu không? Một tháng chơi rồi. Cháu không đi Tết không? Một tháng chơi rồi.